Chào các bạn, chúc các bạn một buổi sáng vui khỏe và một ngày thật là an lành. Mời các bạn cùng ngắm hoa tí gôn với, vườn mình với mình nha. Rất là đẹp các bạn. Mà còn điều nữa là khác là vì mình có đủ cả hai màu hoa tí gôn để các bạn. Cũng qua clip này, con cảm ơn cô Đào. Năm 2003, ngày Đại hội Đông Khánh, con thấy cô cầm một nắm hoa tí gôn màu trắng. Con thấy đẹp thì con xin. Và 2004 là hoa tí gôn màu trắng có trong vườn của con. Rất đẹp luôn, con cảm ơn cô thật nhiều. Màu trắng hay màu hồng gì cũng đẹp hết các bạn nè. Nhưng mà có đủ cả hai màu như vậy thì thấy đều hơn. Rất là đẹp luôn. Hoa Atigon dễ trồng nghe các bạn. Lành không chết. Mà chết rồi thì lên lại, mùa nắng ấm là lên lại chứ không mất giống. Hoa Atigon là nên trồng nghe các bạn. Vì nó dễ không chăm sóc, lành không chết. Thôi mình chia sẻ với các bạn vậy thôi. Mình dừng clip tại đây. Chào các bạn. Bye.